Vâng, mến chào toàn thể quý vị và các bạn. Đây, quý vị và các bạn đang chiêm ngưỡng một tác phẩm Lê Kim Ma. Trứng gà em ạ. Vâng, người Việt người miền Bắc chúng tôi gọi cây là cây trứng gà. Đấy, người miền Nam thì hay gọi là cây Lê Kim Ma đấy. Mà nói là Đây cây. là cây phải giới Dạ. thiệu với mạnh với quý khách hàng. Đây là anh vừa xuống lá để cho nó Vâng, nảy lộc mới quá cho đẹp. quả. Vâng. Cây này tất cả cái này là thật ra nó vào hè là anh bảo dưỡng anh nhá. Cái này này, anh quấn thân đấy. À. Anh sợ mới hôm nắng nó cháy thân Vâng vâng nên anh vâng. phải làm như này cho nó đảm bảo. Tức là vì là mình vừa tuốt lá ra nó chưa có gì che đúng không anh? Đúng rồi, À. bây giờ đang nảy rồi em ạ. Đấy, đang búp này bắt đầu đang nảy rồi. Mùa này Nên thì là nó nảy cũng nhanh anh Cường nhỉ? yên tâm. Đúng rồi, Đẹp lắm anh ạ, anh em nhìn cái phồng thấy nó đẹp thế rồi. Quá nghệ thật thuật sự. đấy anh. Anh tìm được cái cây này ở vùng nào mà nó đẹp thế, siêu hiếm đấy. 70 em ạ, Hoành hoành 70. thân 70. Cái này anh cứ đo 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 từ cái chỗ gốc này ra thôi. Vâng, anh cứ đo bay đến 5 mét không? 4 mét rưỡi, Đấy. 4 mét rưỡi lúc này. Vâng. Ui, nhìn thì nhìn đã lắm, nhìn đẹp lắm. Nhìn đẹp, nhìn như Vâng. như bức tranh nhỉ. Đấy. Cây này lúc nó mọc lên đẹp lắm em ạ, lúc nào cũng cuốn lên. Nhìn phê Đấy, luôn. clip này anh giới thiệu với em nhiều cái trứng gà đẹp của anh. Vâng. Đây là cái số 1. Cây này là cây tử mọc ra hay là Cây tử mọc ra Vâng. 100% luôn. Đây, À. em. Không đóng ghép. À, Đấy. đấy. Coi như Đấy. là ấy đấy, coi như là cũng sinh quý tử đấy. Đấy. Không đóng ghép gì cả. Vâng. Đấy, tuyệt vời, may Cây tử đấy có quả. nó có cái cây tử này, nhìn nó có giá trị hẳn lên Giá anh trị hẳn. ạ. Đây đây mà em ơi, nó bằng cái bọng tay này thì thôi. Đấy, Đấy nhìn mới nó giá trị. là để cần phải nói. Chứ còn nếu mà đúng là phải cảm ơn đời tự dưng lại sinh được quý tử đấy. Đấy. Nhìn nó khác hẳn đi, hóa chất. Như cây này chắc cũng cũng phải cao tiền đúng không anh? Cái này anh giao lưu 140 triệu thôi. Vâng. Đấy, cây này đúng rồi, em phải đoán nó cũng phải tiền trăm. 140 triệu quý vị, đẹp, công nhận đẹp. Mấy hôm nữa bật lộc lên nhìn nó mới thích. Rồi. Cái này đây, đây nó bay mất rồi. Đấy. Đấy em ạ, bảo dưỡng thế này. Ok anh, à, cây Đấy, trứng gà. tiếp theo cây trứng gà này em. Tiếp lại một cây trứng gà nữa. Đây. Đủ các kiểu dáng, đây giống như một con thú nữa này. Đấy. Mặt chính ở bên này này. Ghê không? Mặt chính đằng ý anh. Nói chung cây này hai mặt đều đẹp em. À. Đây là nó, anh nói thật với em về những cây này, cây khai thác. Đó là ở trong những cái bản dân tộc. À. Sai quả lắm rồi đấy. Đấy, bọn anh về cắt cút đây mà anh nuôi này. Mới năm trời mới được cái mấy cút này ra. Tức là mình thu đây đúng không anh? Thu Thu em. để làm. Có những lúc mình đi vào bản không thu không được em, không về được đây, anh chỉ thu đây ngày xưa À, trao anh đúng thu rồi. đây. Thu hết ạ. Bắt buộc phải thu về vận chuyển nó cũng dễ. Rồi. Em thấy nó thích thế này. Vâng. Cái này là cái lùn. Lùn. Cái này chỉ được mét mốt. Thế thôi á? À? Thế thôi, cao Ui mét rồi. mốt. Đây, tiêu chuẩn. Tán nó được 2 mét. Nhìn bộ vệ đế trông khủng thế, quái thế. Đấy, cái trứng gà nha quý vị nhá. Lê Kim Ma đấy. Đấy, cái quấn này anh giới thiệu với quý khách hàng chuyên cây Lê Kim Ma này thôi. Nó quả nó có nhiều không anh? Chắc cũng nhiều đúng không anh? Em yên tâm, những cái dòng này thì là dòng nhiều quả. Tức là nếu mà sắp ra quả rồi đấy vâng, em ạ. khách mà có giao lưu thì nhà vườn luôn luôn đảm bảo về đảm về bảo quả. quả. Vâng. Nếu không có quả thì nhà vườn Mạnh Cường lại, nếu mà về cũng phải nói thật này, có thể ở nhà vườn Mạnh Cường đang ra quả nhưng về hợp khí hậu có thể năm tới không ra quả, năm sau sẽ ra À, quả, ví dụ thì vâng. nó sẽ có quả. Vâng, Còn vâng. nếu không có quả thì nhà vườn Mạnh Cường sẽ có trách nhiệm để lại lấy lại cây đấy. À, vâng. Nói cái gì là nó phải 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 trọng lượng cái đấy. Vâng. Tức là sẽ đảm bảo là chắc quả. chắn là sẽ có Sẽ quả. có quả. Vâng. Chẳng qua là ví dụ như là ở đây đang miền Bắc về miền Nam thì nó có lệch đi một chút, thì ví dụ năm năm nay nó chưa ra thì chắc chắn là sang năm nó cũng sẽ ra. Vâng. Chứ không bao giờ là nó gọi là mình hay gọi là không không bao giờ câm đúng không anh? Đấy. Rồi, cái này là giao lưu thì là bao nhiêu anh Cường? Anh giao lưu giá 32 triệu em. Ui dồi ôi, êm quá. 32 triệu. Cái này thì quá êm. Vâng, cảm ơn anh Cường. Đấy, tiếp theo lên cái ba đây. Ui dồi,
Hàng này là hàng bàn trà đẹp này. Đấy. Hàng này thì anh nói chú đây, chú nhìn quả đây. Vâng, hàng chú bàn trà. Anh cái quả này thì chi chít rồi, cây này bắt đầu ra. Đúng rồi, đúng rồi. Cây này em nhìn ra thấy rồi. Cây này thì thôi, cái này đảm bảo một quả 100% chứ không phải là 99 nữa rồi. Cây này quả bây giờ sai chữ rồi. Vâng. Em nhìn này. Nhìn một chùm này, một chùm. Nhìn rất là nhiều quả luôn. Đúng chưa? Vâng. Cây này thì sai chữ quả. Để cây to. Vành 96 em. Vành 96 cơ à? 96. Thoát thân nhá. Vâng. Anh xin đo cái thoát thân chỗ này. Thoát thân này được 1m3. Vành 96 thoát thân 1m3. Đấy, một cây bàn trà nhá. Tổng chiều cao cái này được 2m7, 2m8. Tán rộng phải 4m rưỡi nhỉ. Tán rộng 4m rưỡi. Alo. Vâng. Đây. Cây lê kima. Quý vị ngắm cho thật kỹ nhá. Cái này mà bây giờ giao lưu cho khách thì nó có cao tiền không anh? Cái này mấy chục anh nhỉ? Cái này là 68 triệu này. Lộc Phát. Cái này bàn trà đẹp. Úi dồi, ngắm mặt này đẹp lắm. Chỗ này, vị trí này đẹp. Anh nói với em quả này. Dạ. Sai, sai chịu luôn cái này. 68 triệu cái này. Quá đẹp. Để đấy, quý vị có bàn trà kê dưới ngồi uống nước khỏi phải nghĩ luôn, chấm hết luôn. Vâng, đây một cây trứng gà nữa đây, muốn chia sẻ với quý vị. Cây này là cây mẫu tử anh. Đúng rồi. Cây đẹp không em? Cây này là cây trứng gà xuất sắc em ạ. Rất là uyển chuyển. Cái này hơi bay nghiêng đẹp thế, xong rồi vòng lại để gọi là che chở cho người con đằng phía sau. Đẹp quá. Vâng. Cái này đúng là một cây. Anh lấy đường trước thì anh đo cái vành thân của nó cái xem nào. Đây, thân của cái chỗ này nhé. Vâng anh. Mấy bộ bệ củ nó đẹp. 50 em. 50. Chiều cao cái này được 1m9. Đấy chà, cao gớm đấy chứ. Cao 1m90. Đẹp cái này, nó bay nhìn nó rất là nhẹ nhàng, nhìn mềm mại. Có cây tử đằng sau kia. Anh nói thật với Mạnh là anh sẽ kiếm một hòn đá này. Vâng. Rô lên đây. Để anh cho bóng tượng đứng đây này. À. Chưa kiếm được thôi. À, anh vòng. Đặt hòn đá lên đây là khác. Vâng. Vòng lên đấy. Đá thật to. Cái này thì có nhiều tiền không anh? Cái này anh giao lưu giá 48 triệu thôi em. À vâng. Hợp lý mà em. Cây nó đẹp như này. 48 triệu. Đẹp, cây này đẹp. Cây này em thấy cây này hay, hài hòa. Giá được. Đấy. Cây này mùa trái nó đậu nhìn ngắm phong rất là phê luôn. Cây tử đẹp này, cây tử. À, anh cũng tâm sự với em này. Cây này tử năm này nay không biết có đậu trái hay không nhưng mà sang năm chắc chắn. Bởi vì anh làm những cái cành non này ra, em cứ phải để nó thuần lại thì trái nó sẽ có. Cây này đẹp. Không, em nghĩ chắc chắn trứng gà này thì không sợ đâu. Có mà. Vâng, trứng gà này thì chắc chắn. 48 triệu quý vị nhá. Em cho anh cây mít này. Ok anh. Cây mít này thì anh bia bao trái luôn này chú Mạnh này. Ra bao trái luôn, 5 trái trên cây. Ra rồi. Đó. Cây này sau này mít nó ra nó buông xuống nó lủng lẳng nhìn. Ngờ cây này là nó nghĩ là nó lại ra trái. Vâng. Đây này quý vị ạ. Nghĩ nó ra trái đây. Trái đây này. Đấy, đây nhá. Đấy, trái to bằng nắm đấm. Chùm đây này.
2 1 2 3 4 quả rồi đấy. Là 5 quả này em. Đúng rồi. 5 quả mít rồi. Một cây con này chắc phải phạt bớt em. Sau này chỉ để 2 quả là đẹp chứ. 2 quả hay 3 quả. Đấy 2 3 quả. Nhưng mà lắm các bác tham là cứ ấy em ạ. Không phải tham quá quả nó lại không to được ấy chứ. Mà nhìn nó lại xấu cây. Đấy. Mình vừa chơi quả nhưng cũng vừa chơi nghệ thuật mà. Nên chỉ để nó vừa vừa thôi. Cao cái này được 1,5 m. Tán dài 2 mét này. Thành phần là bé. Cái này cốt chậu lâu năm rồi. Chúng ta nói với nhau là cốt chậu lâu năm rồi. Được 28. Anh 28. Mít này là mít mít gì anh? Mít Thái à? Mít ta. Mít ta. À, mít ta. Không phải Thái nhá. Tức là mít ta, mít dai đấy gì anh? Mít dai đấy. À. Mít tí. Dai thì anh không biết, nhưng đây là mít ta. À, mít vâng. Dai mật. Vâng vâng. Bởi vì mình đang ăn đâu, nên nó mới bói. Ừ, đúng rồi, đúng rồi. Chỉ biết là nhưng mít. Nhưng mà thôi em ạ, chơi nghệ thuật này mít gì cũng được. À vâng. Cốt là nó đẹp. Cốt là nó có quả. Chứ còn nếu mà ăn thì ra chợ mua. Đúng không anh nhỉ? Ai dám ăn. Vật quan trọng nhờ. Nhiều khi chín ngon lắm nhưng không dám vặt xuống ấy chứ. Tại vì để cho nó đẹp mà này. Đẹp không? Vâng. Nhưng có nghĩa nhờ nhìn nó đậu tự dưng chỗ này mình một chùm này này. Đấy. À, cây mít này thì anh đang muốn để chơi, nếu có khách hàng nào cần thì alo anh thôi, dù nó ít rất tiền. À. Thì anh cũng có những cái xu hướng của anh nhà cây mít. Vâng. Ai mà thích cây mít này thì alo cho anh. Vâng, ok anh. Dù nó ít tiền. Đây, anh giới thiệu cây này là cây độc em. Em nhận là cây gì không? Cây này giống cây đằng kia, cây đấy, gì? Cây đằng kia là cây gì? Cứ bảo giống, cây gì? Cây chay. Ờ, đấy. Cây vâng, cây chay đây đúng không? Cái quả này sau này anh cũng bỏ đi đây đúng không? Hả? Cái lớp quả này sau anh bỏ đi đây đúng không? Con nó mới đậu đấy. Ờ, đấy. Đẹp kia. Chứng tỏ nếu mà để nó cũng nhiều quả lắm đấy nhỉ? Ừ, để nhiều chứ em. Đấy, em quay cây chay này cho quý khách hàng thưởng lãm tí thôi. Còn cây chay này anh chưa giao lưu em. Lại chưa giao lưu với anh. Đúng rồi. Cây này có bộ bệ khủng không? Ôi, nổi rồi. Lên như này. Em ơi, anh làm cây chay này phải nói với chú là... À, chay. Quá nghệ thuật. Đây anh ấy làm ở dưới một cái tiểu cảnh này quý vị này. Đấy, hồ nước. Đấy, ông cụ uống trà. Đấy, một cái tiểu cảnh dưới bay cây chay bay ra nghiêng xuống hồ nước. Rất là đẹp. Anh ấy lại bảo anh ấy chưa giao lưu. À, thôi thì quý vị có số điện thoại đấy rồi, cứ nếu mà cảm thấy mà yêu thích thì cứ điện thoại cho anh Cường. Đấy. Em thấy cây chay nó nghệ thuật được. Vâng. Làm một cái chay. Đấy, quý vị cứ alo cho anh Cường nhá. Bây giờ là anh ấy bảo chưa giao lưu, nhưng kiểu gì sẽ có một ngày anh ấy giao lưu với quý vị, không sợ đâu. Không lo đâu. Vâng, tác phẩm chay. Rồi, cảm ơn anh Cường rất là nhiều. Thì, có khi video này xin được phép là dừng ở đây. Thì, quý vị và các bạn thấy video hay hữu ích thì đăng ký kênh và tiếp tục theo dõi những cuốn video sau. Tôi sẽ quay, tôi gửi tới cho quý vị và các bạn tại nhà vườn Mạnh Cường đây.